Giây thi đấu cuối cùng. Hữu Thắng pha mướn bóng cho Hồng Kông. Huống thổi phạt của trọng tài Nguyễn Trọng Sơn. Đúng là như vậy. A Hưng đã có động tác, đang đứng làm hàng rào. Đứng trước bóng là Hồng Kông. Pha đẩy bóng chứ không dứt điểm ngay. Một pha phối hợp khá phức tạp của Cadia. Và dứt điểm, đã có tiếng còi của trọng tài. Một pha bóng mà trọng tài Sơn Trà. Cú sút là của Lê Văn Tín. Dứt điểm, không vào. Một tình huống đánh đầu ở đổ rất rõ ràng của Tuấn Vũ. Không chế bóng nhịp một, tâng bóng qua thủ môn Lăng Tài Nguyên. Đáng tiếc là Hồng Trực. Hồng Trực không qua được cầu thủ của Sài Gòn. Ngọc Tung dứt điểm. Và tỷ số cho các thủ KDA trên Sài Gòn. Đã có một tình huống, chưa được một tình huống sóng gió. Chúng ta cùng xem lại. Bóng được truyền cho Ngọc Tùng. Ngọc Tùng thực hiện một pha gầy bóng nhưng đập vào ngực của Lăng Tài Nguyên đẩy ra. Tới lượt mình thì Hồng Kông đã không có một sai lầm nào trong tình huống dứt điểm vừa rồi. Một pha đệm bóng nhẹ nhàng vào lưới của Quảng Nam đã hoàn toàn bỏ trống. Mắc sai lầm, cơ hội Văn Khoa. Và dứt điểm chéo góc của Sài Gòn đã va vào nhau. Taco đã gục ngã. Như vậy là có thủ Sài Gòn, đó là pha ra chân của Trần Như Nhất Hội. Đi ở trên Sài Gòn, đó là Trần Như Nhất Hội. Đây là pha bóng mà Lăng Tài Nguyên đã phản xạ chậm. Tình huống 2-1, Trần Quang căng ngang. Chúng ta cùng xem lại. Pha tăng tốc rất tốt của Trần Quang. Văn Tín không vào. Chúng ta cùng xem lại pha đặt lòng vào góc xa của Văn Tín. Bóng đi.